ra cho các xem này. Mình sẽ test cái con motor đầu tiên này. Cái này động cơ của nó là ghi trên này bao nhiêu đây? Trên này đang ghi là 3.900 vòng trên phút. 3.900 vòng trên phút đấy. Xem tốc độ đạt được là tối đa bao nhiêu các bạn nhé. Không nhìn thấy gì. Công suất 2000W, công suất 2000W mà vòng tốc nó là 4600 rpm. Đấy, con này là motor là 1500W. Đấy, vòng tốc của nó là 3900 rpm. Chuyển sang motor này thì motor này nhé, thì là mình phải dùng cái IC riêng của nó. Đây là IC riêng. IC này là IC công suất 2000W, và cái điểm khác biệt giữa con IC này với con IC kia ấy, thì là cái phần xung han này của nó này, nó có 6 dây, còn con IC kia này, IC vừa em test với cái động cơ 1500W ấy, thì là cái xung han của nó, động cơ của nó loại thường loại 5 dây. Đấy. Đây nó đang đây, loại 5 dây như phổ thông, còn cái loại này là 6 dây các bạn nhé. Đấy. Mình cũng test xem là cái con này, con motor 2000W này với cái kết hợp với cả cái IC chuyên dụng của nó sẽ đạt được tốc độ tối đa bao nhiêu. Em sẽ đặt gần đây cho các bác dễ quan sát này. Đấy, motor này rất là mạnh nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.